Ok, là tiếp tục clip. Lại đến với kênh của Sơn Lo Audio thì những clip chia sẻ cho anh em và tâm sự luôn cho các bác biết là đúng là không có gì mua hàng ngày mùng 1. Những bác nào mà có nhu cầu mà lại mua hàng đúng mùng 1 thì đúng là rất là tình cảm luôn. Toàn giá tình cảm của ngày mùng 1. Em có một thói quen là trước khi gửi hàng cho ai thì em cũng quay clip để lưu lại những cái khoảnh khắc, lưu lại những cái tư liệu. Đồng thời để cho bác khách ở xa bác nhìn thấy được là sản phẩm của bác đã có như thế này. Đầy đủ phụ kiện và mọi thứ đã được test đầy đủ như thế này để bác khách nhận hàng yên tâm. Thì đây một combo bác mua cái đầu V6 là chính, nhưng bác này muốn mua thêm một đôi loa nhỏ nhỏ nó phù hợp với giá tiền để về bác chơi một cái bộ hoàn chỉnh. Thì đây, test cho bác luôn nha. Nhỏ nhưng có võ nha. Radio này, tiếng bát đánh sướng không? Đấy, em tặng cho bác luôn cả cái dây loa đi kèm để cho bác dùng luôn. 1, 2, 3, 4 loa RAM ly ngoài đầy đủ nhá. Rồi, đây là radio. Đẹp đĩa cho bác phát nữa. Mua hàng mùng 1 thì đúng là sởi lởi trời cho. Sởi lởi trời cho bác ạ. Em ưu tiên giá rẻ, nhanh gọn, miễn phí ship tận nơi cho bác. Điều khiển từ xa làm đầy đủ. Đấy, tắt đèn lên, bật đèn lên, tăng tiếng, tuyệt vời đấy. Anh tạm dừng bước quân hành, quán khuya phố nhỏ, nghe hay thật. Trong mưa sự tình, những cặp nhỏ gọn thế này, vào hết thuốc. Tháng đến đêm này với túi nhỏ, tạm tiền vui buổi này nên dịu uống chưa say. Cái quan trọng chỉ đi V6 giải trở kháng rộng, cấu hình cao cho nên ghép loa nào nó cũng dễ. Đưa đi đưa ở, đưa xa bạc ngàn, lòng dây dứt lúc nghe hồn loan kết đàn. Thù hằn quá mỗi buồn nên từ đó tâm hồn chém đánh tách tách luôn. Mê đốn đôi chép già nua chúc tôi chung bội sáng xuân đất nước còn vàng. Đêm xa buồn lầy thấy giấc ngủ ban chuyển bài mây giấc ngủ chưa đầy. Chuyển bài xinh xinh một một có bật lên loa rời được nghỉ năm quá hay. Ngày phép mất hai hôm làm quen các bạn nhớ đeo tay nghe thì mới nghe được tiếng bát nó thả tiếng bát. Cái loa này là chuyên bát này, chép này, nó thả rất hay. Tắt tiếng. Đấy, nghe đồng hồ đổ chuông. Mười hai giờ rồi anh em ạ, 12 giờ trưa rồi, còn phải test cho bác. Đấy, đổ đúng 12 tiếng chuông. Anh thì ngại gió lay này tầm xuân. Một click phát là điều khiển. Yêu nào khi về 12 giờ đấy anh em này. Nhà màu tím biết em đang chờ. Vào mộng chưa tỏ lối bên mờ đang chờ nở. Ok, đóng gói. Đóng gói gọi xe cho bác để chuyển cho bác.
đời người. Hay thật. Nghe ngoài có thể hay, không muốn dừng quay là vì nó hay quá. Ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hơn duyên mà có.